Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO Hotline 0879 80 1999. Hôm nay xin giới thiệu cho các bạn mẫu camera không dây siêu nhỏ ngụy trang ổ điện âm tường mới nhất 2023 các bạn nhé. Đấy, thì đây, trên tay mình đang là 5 mẫu ổ điện đã được độ chế camera vào trong. Đấy, 5 mẫu ổ điện này là nhà mình là đang khách hàng lựa chọn rất là nhiều và hàng mình đang sẵn hàng rất cũng rất là nhiều luôn nhá. Đấy, thì đầu tiên thì đây trên tay mình đang là một chiếc ổ ba lỗ này, nó đụng mắt camera ở giữa đây. Đấy, ổ một chân mắt nhá, còn tất cả chân rắc vẫn sử dụng điện bình thường. Đấy, mẫu thứ hai các anh lựa chọn đây đó chính là mắt camera sẽ là ở bên kính đen này, các bạn thấy không, đó rất là khó nhìn luôn. Đấy, và công tắc bật đèn vẫn sử dụng bình thường nhá, ổ điện vẫn sử dụng bình thường. Đấy, mẫu thứ ba đó chính là mẫu ba rắc. Đấy, thì mắt camera của mình đang đụng vào đây. Đấy, thì trong trường bạn đặt ngang này nhá, sẽ không thể nào nhìn được đâu, không thể nào 100% không nhìn được các bạn nhá, kể cả là thợ cũng không thể nào nhìn được. Đấy, thứ tư của nó đây thì mình có một con là mình sẽ lắp khoét ở ngoài, nó chỉ chỗ một chấm nhỏ nhỏ này. Đấy, các bạn nhìn được không thể là rõ được nhá. Đấy, và tiếp tục thì đây nó sẽ có một mắt camera làm sâu bên trong. Đấy, các bạn sẽ không thể nào nhìn được nhá, và mình sẽ chỉ cho các bạn đây, mắt camera sẽ nằm ở lỗ này. Đấy, các bạn sẽ không thể nào nhìn được nhá. Đấy, với đặc điểm là ngụy trang cực kỳ kín đáo thì bên cửa hàng nhà mình được khách hàng tin tưởng và chọn rất là nhiều các bạn nhé. Trong video này thì mình cũng lên cho bạn 5 mẫu sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất 2023 các bạn nhé. Đấy, đó thì rồi, thì chiếc camera của mình độ vào ổ điện này nó sẽ là một dòng camera cao cấp với chất lượng ảnh là full 4K, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa qua 3G, đặc biệt là có cả cảnh báo chuyển động luôn các bạn nhé. Đấy, thì đó sẽ là các tính năng của chiếc camera ngụy trang ổ điện của nhà mình. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80 1999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Đấy, và rồi bây giờ thì mình cũng sẽ vào hướng dẫn sử dụng cho các bạn, cũng như là test sản phẩm luôn cho các bạn. Đấy, đầu tiên để sử dụng được chiếc camera ngụy trang ổ điện âm tường này, các bạn cần tải cho mình một ứng dụng. Đấy, ứng dụng này sẽ tên là Lookcam, và ứng dụng Lookcam này chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều có thể sử dụng và tải về được. Và là sử dụng iPhone, các bạn vào ứng dụng App Store, các bạn làm mà chạy đánh Android như là Samsung, Vivo, Oppo, Sony, các bạn sẽ vào cửa hàng CH Play để tải cho mình nhé. Đó, ứng dụng này sẽ tên là Lookcam này, Lookcam. Đấy, biểu tượng của nó sẽ là biểu tượng màu xanh nước biển các bạn nhé, biểu tượng màu xanh nước biển. Đó, đây nó đang loát, do mạng mình hơi lát, nó đang loát. Đấy, thì đây, thì mình đã tải về rồi. Đây, thì biểu tượng ở đây các bạn nhé, Lookcam này, biểu tượng màu xanh nước biển trên màn hình, các bạn tải về nhé. Đấy, sau khi tải về xong, thì các bạn sẽ kết nối camera nguồn điện. Đấy, thì hiện tại đây mình đang có 5 mẫu sản phẩm, thì mình sẽ sử dụng một con, đấy, mình sẽ sử dụng một chiếc camera, mình sẽ test một chiếc cam. Đó. Đó, thì đây mình sẽ test con kín nhất, đó là làm sâu bên trong. Đấy, mình test con sâu nhất làm sâu bên trong các bạn nhá. Đấy, đó thì khi mình đã cắm vào nguồn điện rồi thì lập tức nó sẽ phát cho bạn một tín hiệu wifi để các bạn có thể kết nối và sử dụng nó. Đấy, thế là khi bạn đã kết nối nguồn điện rồi nhá, các bạn sẽ vào phần cài của điện thoại cho mình. Đấy, các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi. Đó, khi các bạn vào phần cài đặt wifi này nhá, thì lập tức nó sẽ hiện ra một cái wifi của chữ G, một vài chữ, vài số và không mật khẩu. Đấy, thì các bạn sẽ kết nối cho mình. Đấy, đây đó. Các bạn lưu ý cho mình là khi bạn cắm điện thì các bạn vui lòng đợi cho mình từ 10 đến 15 giây thì nó sẽ phát ra tín hiệu wifi để bạn kết nối nhé. Đấy, đây sẽ tín hiệu wifi của nó này, của chữ G và không mật khẩu này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ truy cập Lookcam cho mình. Đó, thì khi các bạn truy cập dùng Lookcam nhé, dòng đầu tiên của nó đây, nó sẽ có một chữ là device online, các bạn sẽ ấn vào nó, ấn cancel đó để xem được hình ảnh trực tiếp nhá. Đấy, thì mình quay ngang hình ra này. Đấy, thì đây các bạn nhá, đây sẽ là phần chất lượng hình ảnh của chiếc camera ngụy trang ổ điện âm tường này. Đấy, cực kỳ nét luôn các bạn nhá, cực kỳ nhạy luôn, các bạn đưa đâu là quay đấy, siêu nhạy luôn nhá. Đấy, hình ảnh con này thì các bạn có thể zoom luôn nhá, zoom thì các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đấy, đấy, nhìn rõ cái chữ camera này. Bên đấy các bạn để xa này khả năng là không nhìn thấy, nhưng mà khi bạn zoom này nhìn cực kỳ rõ chữ camera dưới này luôn nhá. Đấy, thường thông thường là các camera đời thấp
là khi bạn zoom ấy nó sẽ bị nhòe, nhiễu, bị phá ảnh đó, thì lên dẫn đến là kém chất lượng. Nhưng đối với dòng cam cao cấp của mình ấy, các bạn có thể nhìn rõ hơn khi zoom lại nhá. Đấy. Đó. Và đây, đây mới chỉ là chất lượng ảnh Full HD 1080 thôi. Khi các bạn muốn cài đặt chất lượng ảnh lên cao hơn nhá, các bạn có thể ấn góc trên tay phải màn hình này cho mình. Đấy. Lập tức nó sẽ hiện ra là ba chất lượng ảnh. Chất lượng đầu tiên nó sẽ là HD 1080 này. Cao hơn của nó sẽ là chất lượng 2K này. Và chất lượng cao nhất của nó sẽ là chất lượng 4K nhá. Đấy. Và đây, mình cài lên 4K để test sản phẩm cho các bạn luôn. Đó. Đó. Thì là khi mình cài lên 4K đây, hình ảnh con này là cực kỳ rõ ràng và sắc nét luôn nhá. Đấy. Đó, và tiếp tục mình sẽ zoom cho bạn để các bạn có thể test được hình ảnh 4K. Đấy. Góc quay hình ảnh 4K đây. Đấy. Chữ rất là rõ ràng nhá, chữ camera rất là rõ ràng, cũng như các biểu tượng này là cực kỳ ok nhá. Đấy. Trong đây của mình đang là phần chất lượng ảnh. Đấy. Tiếp tục thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách kết nối từ xa qua 4G. Đấy. Thì khi các bạn muốn kết nối từ xa qua 4G thì các bạn đặt cho mình hai điều kiện. Điều kiện 1 là xung quanh chiếc camera của bạn phải có wifi. Điều kiện thứ hai là chiếc smartphone của bạn phải có mạng di động 3G. Đấy. Sau khi bạn đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn sẽ ấn phần bánh ra cài đặt cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ ấn phần device setting. Các bạn sẽ chọn cho mình một mục wifi setting. Đấy. Khi các bạn chọn mục wifi setting này thì lập tức nó sẽ hiện ra wifi xung quanh chiếc camera của bạn. Bạn sẽ tìm một cái wifi là căng nhất và bạn biết mật khẩu ấn vào cho mình. Tiếp tục các bạn đăng nhập cho mình bát wifi. Đấy. Sau khi nhập bát wifi xong nhá, các bạn ok. Tức là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Và khi các bạn kết nối từ xa thì nó sẽ không có giới hạn khoảng cách. Dù bạn có cách camera của bạn hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu cây số, chỉ cần chiếc smartphone của bạn có mạng di động thôi hoặc là wifi tùy thôi là các bạn đều xem trực tiếp hình ảnh cũng như âm thanh qua chiếc smartphone của bạn. Đó, cực kỳ tiện luôn bạn nhá. Đó thì trong đây của mình đang là phần kết từ xa này. Đấy. Và các bạn cũng lưu ý cho mình là khi các bạn kết nối từ xa thì cái tín hiệu wifi của camera này nó sẽ ẩn đi. Cái tín hiệu của nó là tín hiệu có chữ G ấy. Đấy, mà ban nãy mình đã bắt vào để mình kết nối với cam ấy. Đấy, nó sẽ ẩn đi bạn nhá. Đó. Ok, đó. Thì trong đây của mình đang là phần kết nối từ xa này. Tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia sẻ cho nhiều thiết bị khác. Đấy. Thì đây, khi bạn đã kết nối xong rồi và các bạn muốn chia sẻ cho vợ này, cho con hoặc là cho bất kỳ ai. Đấy, để có thể xem được trực tiếp cùng bạn thì các bạn có thể ấn phần bánh ra cài đặt cho mình. Đấy. Các bạn sẽ ấn vào phần device QR code này. Đấy. Khi các bạn chọn mục device QR code này thì lập tức nó sẽ hiện ra một mã QR. Đấy. Thì các bạn sẽ sử dụng thiết bị chưa kết nối, các bạn quét mã là có thể dùng chung được các bạn nhá. Đấy. Thì trong đây của mình đang là phần chia sẻ thiết bị. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu của chiếc camera này. Đấy. Khi các bạn muốn đổi mật khẩu của chiếc camera này và không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai ấy, các bạn sẽ ấn vào phần device online này. Các bạn sẽ chọn cho mình mục modify. Đấy. Khi các bạn chọn mục modify thì lập tức nó sẽ hiện ra ba dòng chữ. Dòng đầu tiên nó sẽ là phần old password, nó sẽ là phần mật khẩu cũ, và mật khẩu mặc định của chiếc camera này nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 các bạn nhá. Dòng thứ hai là sẽ là phần mật khẩu mới thì các bạn nhập mật khẩu mới vào. Đấy. Dòng thứ ba sẽ là nhập lại mật khẩu mới. Đấy. Thì sau khi bạn đã hoàn thiện xong ba dòng rồi nhá, các bạn ok, tức là mình đã đổi mật khẩu thành công với chiếc camera này. Và khi bạn đổi mật khẩu thì sẽ không còn bất kỳ ai có thể kết nối vào thiết bị của bạn khi không có mật khẩu các bạn nhá. Đấy. Thì đó, thì đây sẽ là màn giới thiệu sản phẩm cũng như là màn test sản phẩm của mình cho các bạn. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80 1999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship hàng toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra, các bạn test hàng, ok, đúng như video quảng cáo các bạn thanh toán. Còn không, các bạn để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào. Đấy. Rất ưu đãi luôn bạn nhá. Và các bạn nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những ưu đãi đặc biệt nhất tại cửa hàng của mình, cũng như sẽ được nhận một chiếc thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu.
Đấy. Và đặc biệt hơn nữa ấy, là khi bạn ở xa sẽ thêm một phần quà, đó chính là For Receipt. Ở gần thì qua trực tiếp tại cửa hàng mình tại Hà Nội và Sài Gòn để tham khảo và thử hàng. Đấy. Cửa hàng mình sẵn hàng tại hai đơn vị đó. Đấy, gần đâu qua đấy các bạn nhá. Đó. Video hướng dẫn sử dụng và test sản phẩm của mình đây thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc hoặc là có bất kỳ điều gì có thể bình luận phía dưới phần bình luận cho mình này, hoặc có thể liên hệ qua Zalo số điện thoại 0908798010999, mình tư vấn hỗ trợ 24/24 cho các bạn nhé. Video của mình kết thúc đây thôi, xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.